các thành phố ở Hoa Kỳ tăng số trường hợp nhiễm Covid-19 và đang cân nhắc lệnh buộc ở nhà. Một số thành phố đang tăng vọt trường hợp nhiễm cho biết rằng họ đang thận trọng cân nhắc về việc áp dụng các biện pháp phong tỏa trở lại để ngăn chặn Covid-19 đang tấn công mạnh mẽ và đe dọa lan rộng chưa từng có. Thị trưởng của thành phố Los Angeles ông Eric Garcetti trong ngày Chủ nhật nói rằng ông đang cân nhắc về việc buộc mọi người phải ở nhà. Biện pháp phong tỏa mạnh được áp đặt và đã dỡ bỏ và cho rằng việc mở lại quá nhanh là nguyên nhân làm gia tăng số trường hợp nhiễm. Thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott nói rằng việc phong tỏa trở lại khắp tiểu bang, trong đó có lệnh buộc phải ở nhà, đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ sẽ không xảy ra. Hai nhà lãnh đạo của tiểu bang xung đột về sự bất đồng trong cách thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bản tin cho biết là hầu hết các nhà lãnh đạo của những tiểu bang cam kết là sẽ không đóng cửa kinh tế và buộc phải ngừng hoạt động lần thứ hai. Nhiều người đã áp dụng biện pháp buộc công chúng phải đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tại tiểu bang Colorado, thống đốc ban hành một nghị quyết buộc đeo khẩu trang trong ngày chủ nhật và nói rằng số trường hợp nhiễm thấp hơn ở những khu vực ít sử dụng. Trong tuần thì các chuyên viên y tế lại nhấn mạnh rằng khẩu trang là một trong các vũ khí mạnh nhất hiện nay mà tiểu bang có thể sử dụng để ngăn chặn sự lan tràn của đại dịch. Tiến sĩ Anthony Fauci là chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ đã kêu gọi các thống đốc và thị trưởng hãy mạnh mẽ buộc người Mỹ phải đeo khẩu trang hoặc là khăn che mặt ở nơi công cộng. Tại tiểu bang Florida, nơi mà số trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày tăng gấp 3 lần trong một tháng, thống đốc chống lại đề nghị ban hành nghị quyết buộc công chúng phải sử dụng khẩu trang và nói rằng tiểu bang sẽ không truy tố người không đeo khăn che mặt. Trong khi đó, thì tại thành phố Miami, giới chức thẩm quyền đã tăng gấp đôi đơn hạt đặt hàng khẩu trang và bắt đầu từ thứ hai, cư dân không đeo khẩu trang ở nơi công cộng sẽ bị phạt từ 50 mỹ kim và tăng dần sau mỗi lần vi phạm.